Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 26 tháng 11 năm 2023. Hôm nay thì như mình đã hẹn với các bạn, ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái hình ảnh mà chúng mình quay được vào ngày hôm qua. Đặc biệt là chúng ta sẽ được chứng kiến huấn luyện viên Kang Ouk-un điều binh khiển tướng. Và chúng ta cũng sẽ nói về dấu ấn của ông trong những ngày đầu tiên làm việc cho Công an Hà Nội. Và một trong những cái mong muốn lớn nhất của ông là đừng gọi ông là huấn luyện viên U23 Việt Nam nữa, mà hãy gọi ông là huấn luyện viên trưởng của Công an Hà Nội. Và ở phần cuối của chương trình mình sẽ nói với các bạn về những cái bài toán cực khó mà huấn luyện viên Kang Ouk-un chắc chắn là phải giải. Đặc biệt là vào đầu tuần tới, tức là vào ngày mai thôi, thì huấn luyện viên Manu Pulkin sẽ kết thúc cái thời gian làm việc ở Thái Lan và ông sẽ sang Việt Nam ngay. Có thể là ngay trong đêm ngày mai là ông sẽ bay sang. Rồi một loạt những cái vấn đề, những cầu thủ bị chấn thương, những cầu thủ đang bị giảm phong độ, những cầu thủ hiện nay đang chật vật để lấy lại cái đẳng cấp vốn có của mình. Và đặc biệt là đối với mình thì cái nặng nề nhất của Công an Hà Nội bây giờ chính là cái mục tiêu. Sau khi họ đã giành chức vô địch V-League rồi thì năm nay họ muốn bảo vệ cả chức vô địch V-League và giành cúp quốc gia. Thực sự là năm nay sẽ rất là khó cho huấn luyện viên Kang Ouk-un. Bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ đi vào câu chuyện này. Và mình cũng xin được nhắc lại với các bạn là mình cũng sẽ nhận mình đã nhận câu hỏi từ sáng ngày hôm nay rồi cho chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp. Mình cũng mới liếc qua thì mình thấy là có rất là nhiều những câu hỏi của các bạn. Phải nói là những câu hỏi rất là hay liên quan đến đội tuyển quốc gia. Mọi người đặt ra rất là nhiều câu hỏi và hôm nay thì mình cung cấp thêm cho các bạn những thông tin mới nữa để chúng ta có một chương trình thật là hay. Bây giờ thì xin phép tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến với chương trình. Và đầu tiên thì mình xin phép là sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh mà ngày hôm qua ekip của chúng mình đã quay được. Đây là người mà rất là quen, đây là một trong hai trợ lý mà huấn luyện viên Kang Ouk-un mang sang Việt Nam. Và ông cũng đã từng làm việc với huấn luyện viên Kang Ouk-un ở U23 Việt Nam. Còn đây là chuyên gia phân tích hình ảnh. Chúng ta có thể nhìn thấy cái túi nhỏ anh ấy cầm là cái chân máy, còn ba lô đấy là hoàn toàn là camera. Camera này thì được kết nối trực tiếp với máy tính. Và trong khi mà hình ảnh được đưa vào thì ngay lập tức là máy tính sẽ làm việc và đưa ra những thông số. Và đây chúng ta nhìn thấy Dụng Quang Nho, một người học trò cũ của huấn luyện viên Kang Ouk-un ở đội U23 Việt Nam. Những người mà đã từng được huấn luyện viên Kang Ouk-un gọi lên đội U23. Đó. Những người thầy cũ gặp nhau họ cũng cảm thấy rất là vui. Đó, các bạn có thể thấy những ngày đầu tiên của huấn luyện viên Kang Ouk-un đến Việt Nam là rất nhiều cảm xúc. Và ông ngồi, lúc này là ông ngồi ở trên băng ghế chỉ đạo của Công an Hà Nội. Ngay bên cạnh Red Ferguson rồi Bùi Hoàng Việt Anh. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy rất là trầm ngâm những hình ảnh đầu tiên. Ông cùng với các trợ lý đã làm việc ở Công an Hà Nội được mấy hôm rồi. Chưa đủ dài để có thể khẳng định được rằng Công an Hà Nội đang có một cái dấu ấn của huấn luyện viên Kang Ouk-un mà ông chắc chắn là ông phải vừa làm vừa xử lý. Và chúng ta có thể thấy là các trợ lý mới của huấn luyện viên Kang Ouk-un cũng đã vào cuộc rất là nhanh. Họ nói chuyện với nhau nhiều và các bạn cũng có thể thấy trên màn hình là huấn luyện viên Kang Ouk-un đang nói với Bùi Hoàng Việt Anh và kèm theo đó là những nụ cười rất tươi. Họ chia sẻ với nhau rất nhiều những cảm xúc và mình cho rằng là đây cũng là một yếu tố quan trọng. Bởi vì với nhiều các huấn luyện viên mới khi họ đến ấy, là họ lại gặp vấn đề với các cầu thủ. Còn đây là một trong những niềm hy vọng lớn của huấn luyện viên Kang Ouk-un và cũng là bài toán khó nhất của ông. Đó là Nguyễn Quang Hải. Phải nói là Công an Hà Nội thì có rất nhiều ngôi sao. Nhưng mà các bạn cũng biết là mỗi người thì đều mang trong mình một vấn đề riêng. Với Nguyễn Quang Hải thì kể từ khi bạn ấy đi Pau FC đến bây giờ, Quang Hải vẫn chưa trở lại với phong độ vốn có của mình. Và trong suốt thời gian qua thì Quang Hải mới chỉ ghi được một bàn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và đó là bàn thắng trên chấm phạt đền. Quang Hải cũng đang cố gắng để lấy lại phong độ của mình. Trước đây thì bạn ấy bị chấn thương. Bạn ấy bị chấn thương ở đội tuyển quốc gia. Và chúng ta có thể thấy là Quang Hải với huấn luyện viên Kang Ouk-un là hai người đang phải cố gắng đi tìm lại sự khẳng định. Huấn luyện viên Kang Ouk-un là thành công ở U23. Đấy, nó cũng là một cái bàn đạp và ông phải chứng minh rằng ông vẫn có thể thành công được ở Công an Hà Nội. Và với Quang Hải cũng thế. Sự hòa hợp giữa huấn luyện viên Kang Ouk-un với bộ phận chuyên môn giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại hay là những người làm công tác quản lý như anh Thái đứng ở bên cạnh. Mình nghĩ là bộ ba này sẽ là bộ ba mà đóng vai trò rất là quan trọng. Nó tạo ra một cái sức bật, tạo ra một cái đường băng để cho Công an Hà Nội cất cánh. Chúng ta có thể lấy huấn luyện viên Kang Ouk-un và
các trợ lý, đặc biệt là trợ lý phân tích hình ảnh, thì có phân tích rất nhiều về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Và các bạn có thể thấy ở đây là họ đang chia sẻ với nhau. Mình có thể nhận ra một cái thói quen rất chung của những huấn luyện viên Hàn Quốc là trước khi vào trận đấu, họ bao giờ họ cũng dành một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu về các đối thủ. Đó, và đây các bạn có thể thấy là người ta đang lấy số điện thoại của nhau. Và lát nữa thì các bạn sẽ thấy có một cái cách để kết nối thông tin giữa huấn luyện viên Kim Go-gun và các trợ lý, đặc biệt là trợ lý mà không ngồi ở trong khu vực kỹ thuật. Vì các bạn biết là số lượng nhân sự mà ngồi ở trong băng ghế kỹ thuật thì nó là hữu hạn. Cho nên là không thể tất cả mọi người ngồi được, và chuyên gia phân tích hình ảnh thì phải ngồi ở trên để quay. Một trận đấu được kỳ vọng, John Clay sẽ gặp lại những đồng đội cũ. Huấn luyện viên Kim Go-gun cũng sẽ gặp lại rất nhiều những cậu học trò cũ, cả bên Công an Hà Nội lẫn ở bên Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Kiarisak là một trong số những huấn luyện viên được yêu mến nhất ở Việt Nam. Đó, và huấn luyện viên Kim Go-gun cũng tương tự như vậy. Đây có lẽ là sự gặp gỡ giữa hai huấn luyện viên được yêu mến nhất ở cấp câu lạc bộ. Anh Sắc thì đi đâu cũng nở nụ cười, và là rõ ràng là trận đấu phải có sự góp mặt của huấn luyện viên Philip Chu-xie, và ở bên cạnh là ông Cedric Roser, phía bên kia là Dũng và Bách là hai trợ lý. Và mình cũng có thể bật mí với các bạn là ông Cedric Roser có thể hiện nay ông đang đây là những hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy Philip Nguyễn đã hát được quốc ca Việt Nam rồi. Bạn ấy cũng học tiếng Việt, và bây giờ chỉ cần có quốc tịch Việt Nam nữa là bạn ấy sẽ lên đội tuyển quốc gia. Và bây giờ thì Minh Hải muốn gửi đến các bạn về dấu ấn của huấn luyện viên Kim Go-gun và cách ông điều binh khiển tướng trong màu áo Công an Hà Nội. Vẫn rất là lịch lãm với một chiếc áo sơ mi thắt cà vạt và mặc chiếc áo vest. Huấn luyện viên Kim Go-gun là một người theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, cho nên là trong suốt cả trận đấu ông xua quân lên tấn công rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng là ông đang không có được sự phục vụ tốt của các tuyển thủ. Ví dụ như là Hồ Văn Cường, ví dụ như là Phạm Văn Luân hay là Lê Phạm Thành Long là những cầu thủ mà mới trở lại tập luyện chỉ có 2 buổi thôi, chưa đủ nền tảng thể lực. Còn Quang Hải thì vẫn đang bị chấn thương. Cho nên là ông hôm nay không có được sự phục vụ tốt. Và đây, chúng ta có thể nhìn thấy Châu Ngọc Quang đã mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Một gáo nước lạnh đã được dội vào người của huấn luyện viên Kim Go-gun trong trận đấu đầu tiên, trong khoảnh khắc đầu tiên. Và cũng xin chúc mừng Châu Ngọc Quang vì nhà chuẩn bị có thêm nhân khẩu. Châu Ngọc Quang đã mở tỷ số trong một trận đấu mà nhiều người nghĩ rằng là Công an Hà Nội sẽ giành chiến thắng một cách khá là dễ dàng. Ông không hề có bất cứ một cái cảm giác gì là lo lắng. Ông muốn anh em thúc đẩy tinh thần lên. Và các bạn có thể nhìn thấy các ngôi sao của Công an Hà Nội đang ngồi trên khán đài. Có những người bị chấn thương, có những người thì có khoảng thời gian tập luyện với đội hơi ít. Và ở bên này chúng ta thấy có anh Trần Tiến Đại. Thực sự là Công an Hà Nội đang có một cái sự thay đổi rất đáng kể. Và mình tin là huấn luyện viên Kim Go-gun sẽ có, nếu có thêm thời gian, ông sẽ có lại rất là nhiều những cái dấu ấn. Và cá nhân mình đánh giá là cái dấu ấn này của huấn luyện viên Kim Go-gun là rất đáng để chúng ta quan tâm. Và đây chính là chuyên gia phân tích hình ảnh của câu lạc bộ Công an Hà Nội, là trợ lý người Hàn Quốc của huấn luyện viên Kim Go-gun. Và chúng ta có thể thấy là ông đang quay phim. Quay phim xong đó là đồng bộ với máy tính. Sau đó là sẽ sử dụng những cái phần mềm
chuyên môn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là những thông điệp đã được gửi xuống cho huấn luyện viên Kim Ngô Kun. Đó, các bạn thấy không? Cũng đã có những cái cách rất là hợp lý. Tất nhiên là đây là một cái cách mà mình nghĩ là nó sẽ vi phạm về cái quy chế. Quy chế là không được sử dụng các thiết bị điện tử, những thiết bị kết nối khi trận đấu đang diễn ra. Nhưng mà chúng ta có thể thì nhìn thấy rất là rõ. Đó, họ đang chia sẻ với nhau. Và chắc chắn rồi, còn có thêm rất nhiều những thông điệp nữa. Philip Nguyễn đã chạy về phía ban huấn luyện và chia sẻ với anh Lê Viết Hải về một cái thông điệp gì đó, và anh Lê Viết Hải đang cảm thấy rất là đúng. Và ngay lập tức được chuyển đổi cho, được chuyển giao cho huấn luyện viên Kim Ngô Kun. Theo như chúng mình phán đoán thì có thể là ông Kim Ngô Kun đang nhìn thấy một vấn đề gì đó ở hai biên. Đó, tức là chúng ta phải triển khai bóng từ biên. Hôm nay Xuân Nam rồi Hồ Tấn Tài là những người mà... Đây là Văn Thanh. Các bạn thấy là Văn Thanh hôm nay đá ở trên băng ghế dự bị, là một tuyển thủ quốc gia hiếm hoi đá trên băng ghế dự bị. Còn lại thì các cầu thủ được nghỉ ngơi. Văn Thanh thì muốn chụp ảnh. Mình thì bảo Văn Thanh ở đấy, nút ở đây. Và nó có cái tripod thì ấn xuống dưới để cho nó đỡ bị mỏi tay. Và các bạn có biết được là Văn Thanh chụp ảnh ai không ạ? Mình cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thật sự là mình rất bất ngờ. Bởi vì là Văn Thanh đã chụp ảnh biết bao nhiêu người tạo ra trận đấu như thế này, nhưng cuối cùng thì Văn Thanh đã chụp ảnh, và mình đang cho Văn Thanh xem lại bức ảnh, và đó chính là bức ảnh của huấn luyện viên Kia Đi Sắc. Các bạn thấy không? Trong biết bao nhiêu người thì Văn Thanh lại chụp ảnh huấn luyện viên Kia Đi Sắc, người thầy cũ của mình. Đó cũng là một câu chuyện rất là xúc động. Còn đây là trợ lý của ông Kim Ngô Kun, vẫn đang phân tích hình ảnh, vẫn đang đưa ra những số liệu. Và mình cho rằng là đây sẽ là người rất quan trọng. Trong bóng đá hiện đại bây giờ thì chuyên gia phân tích hình ảnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một là họ sẽ phân tích đối thủ. Sau khi phân tích đối thủ rồi thì sẽ đưa ra cái phương án. Đó. Sau đó là đề xuất. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cầu thủ có cơ bắp, phải nói là nở nang nhất Việt Nam. Không ai nói thì các bạn cũng biết đây chính là Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh thời gian vừa rồi cơ bắp rất là nảy nở. Và Công an Hà Nội đã ghi bàn. Văn Thanh đang ăn mừng. Tất nhiên là sự ăn mừng của Văn Thanh thì nó cũng bình thường thôi. Với viên Kim Ngô Kun có nói rằng là ông không hề cảm thấy bất cứ một chút áp lực nào, không nghi ngờ gì về chiến thắng. Các bạn có thể nhìn thấy huấn luyện viên Kim Ngô Kun đã cười, đã tươi hơn rất nhiều rồi. Trước đây thì cũng hơi căng thẳng, nói thật là hôm nay cũng hơi căng thẳng. Huấn luyện viên Kim Ngô Kun từ khi sang Việt Nam đến bây giờ và khi tiếp quản với Công an Hà Nội thì thực sự là có rất là nhiều những câu chuyện, có rất là nhiều những áp lực. Hôm nào đấy mình sẽ thực hiện một cái clip, mình sẽ đo đạc cái cơ bắp của Văn Thanh. Văn Thanh cơ bắp nảy nở đến cái mức mà bạn ấy phải cắt cả cái đôi tất ra. Bởi vì để đôi tất như vậy nó sẽ bị bó cơ, không chạy được. Đó, huấn luyện viên Kim Ngô Kun là một người rất giàu cảm xúc các bạn ạ. Và ông thường có những cái biểu cảm. Đấy, mình có thể cho các bạn nhìn thấy cái cách điều binh khiển tướng của huấn luyện viên Kim Ngô Kun. Các trợ lý của huấn luyện viên Kim Ngô Kun cũng làm việc hết tốc lực các bạn ạ. Đó, các trợ lý làm việc thường xuyên liên tục và mang đến cho huấn luyện viên Kim Ngô Kun rất là nhiều những thông số, những lời gợi ý để ông đưa ra quyết định. Đấy, một lần nữa thì Philip Nguyễn lại nói với huấn luyện viên Kim Ngô Kun về câu chuyện liên quan đến các vị trí các bạn ạ. Thực sự là khi mà mới về, người ta mới hợp tác với nhau thì mình tin là những cái sự chia sẻ như này nó rất là quan trọng. Đặc biệt là ở vị trí của Philip Nguyễn. Một vị trí cuối cùng của đội bóng sẽ giúp cho đội bóng có được cái nhìn toàn cảnh. Đó. Các bạn có thể thấy các trợ lý. Mình thì không muốn so sánh, nhưng các trợ lý của các huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc bao giờ cũng thế. Họ phân công công việc phải nói là rất là đồng bộ. Đó, các bạn có thể thấy ông rất là nhanh đưa bóng vào cuộc. Giấu trong một cơ thể hơi gầy gò nhỏ bé này là một cái tinh thần chiến đấu
là một cái triết lý bóng đá tấn công rực lửa. Đó, và chúng ta thấy ông đang có sự thay đổi người. Đó. Các cầu thủ rất là vui đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy Trần Quang Thịnh đùa với Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm qua thì là sinh nhật con của Bùi Tiến Dũng, cho nên là Dũng hình như là xin phép bay về thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà mình không nhầm là như vậy. Đây là huấn luyện viên Kiatisak. Một huấn luyện viên giỏi nhưng mà hiện nay cái chất lượng cầu thủ của Anh Gia Lai thì lại không ổn lắm. Và nếu mà xét về nguồn lực thì huấn luyện viên Công Ngô Kun là lợi thế hơn hẳn. Trận đấu đầu tiên huấn luyện viên Công Ngô Kun được hít thở bầu không khí ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nghe những lời phát biểu của ông và chúng ta cũng sẽ cùng phân tích. Huấn luyện viên Công Ngô Kun đang phản ứng với trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, trọng tài bàn Nguyễn Mạnh Hải. Anh Nguyễn Mạnh Hải cũng là trọng tài FIFA, là một trong bốn trọng tài FIFA mà Việt Nam có. Các bạn có thể thấy một tình huống cực kỳ kinh khủng. Và cuối cùng thì sau cú sút của Jovene, Dương Văn Lợi đẩy bóng ra và cuối cùng thì Rafferson đã là người ghi bàn. Như vậy là Công an Hà Nội đã lội ngược dòng bằng hai bàn thắng của Hồ Ngọc Thắng và Rafferson. Bị ghi bàn thắng trước nhưng cuối cùng thì huấn luyện viên Công Ngô Kun đã có một sự khởi đầu tuyệt vời với một cú lội ngược dòng không ngoạn mục lắm, nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây là phong cách làm việc. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy Văn Thanh ra uống nước nhưng mà ngay lập tức là các huấn luyện viên cũng sẽ chỉ cho Văn Thanh cách di chuyển vị trí thi đấu. Các bạn có thể nhìn thấy các trợ lý làm việc với nhau rất kỹ lưỡng. Xem những trận đấu của huấn luyện viên người Hàn Quốc thì nhìn ban huấn luyện phải nói là rất là sôi động. Đấy, còn bên kia các bạn có thể thấy Hoàng Gia Lai thì chỉ có một mình anh Sắc đứng thôi. Mà không phải lúc nào anh Sắc cũng... Ở đây là Tuấn Anh khi bị thay ra. Tuấn Anh bị thay ra đưa chiếc băng đội trưởng cho John Clay. Nhưng mà cuối cùng thì John Clay đã không hiểu ý và bị đánh rơi. Thực sự là mình nghĩ là có lẽ là Hoàng Gia Lai cũng nên để ý hơn về cái câu chuyện liên quan đến băng đội trưởng. Đừng để nó rơi như vậy và cũng đừng ném như vậy. Như thế nhìn nó là hình ảnh không đẹp lắm. Và trận đấu đã kết thúc. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Công Ngô Kun ở giải vô địch quốc gia Việt Nam ở trong một cái sân chơi. Đó là sân chơi cúp quốc gia. Cả hai người, một người thắng, một người thua, nhưng cả hai người đều cười. Huấn luyện viên Công Ngô Kun sẽ còn rất nhiều việc để làm. Đó là phải bảo vệ thành công chức vô địch V-League và đương nhiên rồi, phải chinh phục chức vô địch cúp quốc gia. Đó, John Clay gặp lại những người đồng đội cũ, còn Văn Thanh cũng gặp lại những người em rất thân thiết, những người bạn rất thân thiết ở Hoàng Gia Lai. Một trận đấu mình đánh giá là hay, một trận đấu có rất nhiều chi tiết hay. Đó, và nó xứng đáng để chúng ta có một buổi tối, dành một buổi tối tại sân Hàng Đẫy. Huấn luyện viên Công Ngô Kun đầu đã xuôi rồi, liệu đuôi có lọt hay không? Đặc biệt là khi huấn luyện viên Manu Pulking sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày mai, vào thứ hai. Đó. Tất cả chúng ta hãy cùng vào phòng họp báo để xem huấn luyện viên Công Ngô Kun nói gì và ông nói như thế nào về trận đấu đầu tiên cầm quân ở giải vô địch quốc gia. Các bạn thấy là lúc đầu thì huấn luyện viên Công Ngô Kun khá là căng thẳng, ngồi rất là trầm ngâm. Nhưng mà bây giờ thì ông đã cảm thấy vui hơn rồi. Lúc này thì ông ra để cùng chia vui với các cổ động viên. Lần đầu tiên ông chia vui với các cổ động viên. Văn Thanh. Văn Thanh là cầu thủ hiếm hoi mà từ đội tuyển quốc gia về nhưng vẫn được thi đấu. Còn lại những cầu thủ khác thì được lên khán đài ngồi. Huấn luyện viên Công Ngô Kun đúng là một quý ông. Mình nghĩ là đây sẽ là hai trợ lý quan trọng của huấn luyện viên Công Ngô Kun. Một chuyên gia phân tích hình ảnh và tư vấn cho huấn luyện viên Công Ngô Kun ngay cả khi trận đấu đang diễn ra. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà mình tin là huấn luyện viên Công Ngô Kun sẽ để lại một dấu ấn gì đó. Còn huấn luyện viên Kiatisak thật sự luôn, bài toán quá khó. Bài toán rất khó cho huấn luyện viên Kiatisak, đơn giản bởi vì là họ đang thiếu những cầu thủ chạy cánh như là Văn Thanh. Thật sự là
tình cảm của cầu thủ Anh Gia Lai là như vậy đó. Chẳng chơi với đâu quá, mình sẽ đi cao. Tôi là không nhận thấy là chiến thắng này có một chút vất vả nào cả. Vì là tôi là biết rằng là các bạn cầu thủ đã rất chăm chỉ và đã làm rất tốt. Tôi biết rằng có thể chiến thắng được nên là tôi không thấy có một chút vất vả gì trong chiến thắng này cả. Thì đầu tiên là tôi nhận thấy rằng là trong suốt 90 phút thi đấu ấy thì là các bạn đã phần nào đáp ứng được cái nhu cầu với cả cái tiêu chuẩn của tôi. Và có một chút nhược điểm đó là ở hai bên cánh thì các bạn là có một chút vấn đề về chấn thương. Nhưng mà sau đó các cầu thủ thay thế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phần còn lại. Thời tôi còn ở đội tuyển Hàn Quốc thì tôi đã thấy Hồ Tấn Tài thi đấu rất nhiều và tôi thấy rằng là so với vị trí ở ngoài cánh thì cậu ấy có thể đẩy vào trong đã vị trí tiền vệ trung tâm và có thể kiểm soát được cả toàn bộ thế trận của đội bóng. Tôi nhận thấy rằng là không có một sự khác biệt gì nữa đội tuyển U23 và câu lạc bộ và vì hợp với người huấn luyện viên thì không thể suy nghĩ là có sự khác biệt gì giữa đội tuyển U23 và câu lạc bộ. Thì với tôi bây giờ là không còn là huấn luyện viên của U23 Việt Nam nữa, tôi bây giờ là hiện tại là huấn luyện viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau này hãy cho tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thì hiện tại là tôi chưa thể biết được sau này cái chiến thuật của đội sẽ sử dụng là chiến thuật gì. Chúng tôi đã có một thời gian luyện tập và có các bạn từ đội tuyển quốc gia mới trở về tập lại cùng chúng tôi được khoảng 2 ngày. Tôi cũng chưa có dành thời gian nhiều cho các bạn cầu thủ tuyển quốc gia tập cùng đội. Nên sau này có thể chúng tôi sẽ có những cái chiến thuật khác phù hợp với lối chơi của từng đối thủ. Đó, tất cả chúng ta đều đã được nghe huấn luyện viên Kong Gun nói rồi. Ông có vẻ rất là tự tin. Chưa bao giờ ông lại cảm thấy lo lắng về trận đấu này. Thực sự thì tùy quan điểm của mỗi người, nhưng cá nhân mình đánh giá là có lẽ là huấn luyện viên Kong Gun cũng sẽ sớm cảm giác áp lực thôi. Bởi vì là có hai điều. Điều đầu tiên là họ chưa phải gặp đội bóng nào thực sự được coi là đội bóng mạnh, nằm trong nhóm mà có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Thứ hai nữa là cũng mới sang, cho nên là mình nghĩ là mọi thứ nó còn rất là yên ả. Còn lại thì càng về sau thì những vấn đề va đập nó mới càng nhiều. Đấy, các bạn ai có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra. Và như vậy là mình đã trình bày xong cái những cái cảm xúc, những cái chi tiết, những câu chuyện. Nói chính xác hơn là những mẩu chuyện mà chúng mình đã nhặt nhạnh được ở sân Hàng Đẫy vào ngày hôm qua. Và hy vọng rằng đầu sẽ xuôi và đuôi sẽ lọt với huấn luyện viên Kong Gun. Và chúng ta cũng chúc cho Hoàng Gia Lai sẽ có được một cái điều gì đó thực sự là đọng lại trong người hâm mộ. Để kéo dài cái tính chiến đấu cho câu lạc bộ này ở mùa giải 2024-2025, mùa giải mà Bồ Đức đã đặt mục tiêu vô địch. Còn những câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Philippe Chaussier thì mình sẽ trả lời các bạn vào buổi tối ngày hôm nay trong chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Trả Lời. Các bạn yên tâm, chắc chắn là như vậy luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình. Vì hôm nay là sáng ngày Chủ nhật, chứ là mình nghĩ là số lượng người xem cũng không đông lắm. Nhưng mà mình tin là số lượng người xem sau thì sẽ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình vẫn chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng. Đó là Cabalong, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông do bất cứ lý do gì. Có thể do tuổi cao, do sức yếu, do công việc, do áp lực hoặc do cơ địa. Thì Cabalong nó sẽ hỗ trợ các anh em nhé. Nó giúp chúng ta kéo dài mọi thứ, đặc biệt là kéo dài tuổi thanh xuân. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng Cabalong thì về sau lớn tuổi chúng ta sẽ giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi và giảm nguy cơ gãy chân, gãy tay, gãy xương luôn. Bây giờ mà ai mà có những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta dùng luôn. Các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, biếng ăn hay khóc nhè, Cabalong giúp con phát triển bộ khung để các con cải thiện cả thể lực lẫn thể hình, về sau vừa to, vừa cao, vừa đẹp trai còn thông minh. Các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái, chúng ta sử dụng Cabalong nhé, đặc biệt là các chị em mới sinh con. Trong quá trình thai kỳ, bao nhiêu dưỡng chất chúng ta chuyển hết sang cho con. Khi sinh con ra rồi, chúng ta bị suy nhược và chúng ta bị lỏng lẻo, bị yếu ớt rất nhiều thứ. Cho nên là Cabalong sẽ hỗ trợ các chị em, làm cho các chị em khỏe khoắn trở lại này, vững vàng trở lại này, chắc chắn trở lại này và như thời còn con gái luôn. Số điện thoại mình để ở trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Còn đây là Đông trùng hạ thảo, một sản phẩm mà giúp các bạn kéo dài tuổi thọ. Nó bổ sung thêm dưỡng chất để bổ nhưng không béo, cho nên là nó giúp cho cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh. Nó tăng cường số lượng tế bào tốt. Các bạn biết là cơ thể của chúng ta hàng ngày hàng giờ đang bị bào mòn về mặt tế bào, và nếu như tế bào được sinh ra ít hơn tế bào bị mất đi thì cơ thể của chúng ta nó rơi vào cái trạng thái là bị suy thoái về cơ bắp, và nó biểu hiện là cơ bắp thì tong teo, còn da rẻ thì nhăn nheo. Và khi mà chúng ta bị mất tế bào thì cơ thể đương nhiên nó sẽ bị yếu. Đông trùng hạ thảo tăng cường tế bào
và nó bồi đắp cho tất cả các bộ phận trên cơ thể, đồng thời kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương. Tức là khu vực nào bị khối u, khu vực nào mà chúng ta bị mất tế bào một cách đột ngột, nó sẽ lấp đầy khoảng trống mà cái khối u mà tế bào bị mất đi đó. Cho nên là đây là một cái chức năng cực kỳ tuyệt vời. Thứ ba là nó giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch nó chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể. Cho nên là toàn bộ cái hệ miễn dịch đó nó được sinh ra bởi kháng thể. Và kháng thể cùng với thời gian, cùng quá trình lão hóa được sinh ra ngày càng ít đi. Cho nên là cái hệ thống phòng ngự của cơ thể của chúng ta nó ngày càng ọp ẹp, càng yếu ớt, thậm chí là nó bị thủng. Và bệnh tật thì nó cứ đi theo cái đường yếu ớt đấy, nó phá. Nó đi theo cái đường thủng đấy để nó vào cơ thể. Và cuối cùng là nó làm cho cơ thể của chúng ta bị yếu ớt. Cho nên là đây chính là một cái sản phẩm giúp chúng ta tăng cường cái kháng thể. Ví dụ như là cơ thể sinh ra được 1 triệu kháng thể, đông trùng hạ thảo chi viện chúng ta thêm 1 triệu nữa là 2. Như vậy là cơ thể của chúng ta sẽ được bảo vệ tăng lên gấp đôi. Các bạn tưởng tượng giống như kiểu một đội bóng đang được bảo vệ bởi 11 người thì bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Cho nên nó cực kỳ chắc khỏe luôn. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng đông trùng hạ thảo để giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877. Website là dongashop.vn các bạn nhé. Các bạn nên quan tâm đến sức khỏe của những người thân, nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa. Và làm quà biếu quà tặng thì quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Ha Khu của nó là em muốn mua áo như anh Hải đang mặc thì phải làm thế nào? Cực kỳ đơn giản. Bạn vào vicento.vn hoặc bạn gọi điện đến số điện thoại này 0889333300. Hoặc là mình sẽ để thông tin ở bên trên màn hình. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình này thì các bạn xử lý nhá. Bạn Văn Dinh Nguyễn có nói là con nhà em đang bắt đầu dậy thì có uống được cao ba long hay không? Thoải mái bạn. Cao ba long là dùng cho mọi lứa tuổi. Nó sẽ rất là tốt. Bạn Hội Nguyễn của nó là anh Hải nghe nói nghe đã lắm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào. Mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn trong vòng khoảng tầm 15 phút. Sau đó thì mình xin phép các bạn là sẽ nghỉ trưa một lúc. Chiều mình sẽ biên tập lại câu hỏi. Sau đó là mình sẽ trả lời cái chương trình bạn hỏi vlog Minh Hải đáp. Bạn Việt Anh Trần của nó là nhìn phân tích hình ảnh chuyên nghiệp thật. Đúng rồi. Giải cúp có va không anh? Cúp ngày hôm qua thì không có va các bạn nhé. Bạn Mạnh Võ Trọng của nó là Minh Hải cho hỏi tuyển Việt Nam lúc nào đá với Indonesia. Việt Nam đá với Indonesia vào tháng 3 bạn nhé. Nhưng mà tháng 1 thì chúng ta có Asian Cup. Bạn Điện Nông Quang của nó là anh Hải ơi, theo anh thì Hà Nội FC có gắn bó lâu dài với anh Đinh Thế Nam không? Hay là chỉ ngắn hạn để tìm huấn luyện viên mới? Theo như mình biết thì huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Công An câu lạc bộ Hà Nội FC họ hiện nay họ vẫn đang có cái kế hoạch là sẽ sử dụng huấn luyện viên ngoại. Lê Công Vinh giờ sao rồi Minh Hải? Lâu lắm rồi mình không nói chuyện với Lê Công Vinh. Hôm trước cái trận đấu thệ vàng của ông Calisto thì gặp chỉ có nói chuyện được đúng một câu, bạn hỏi thăm một câu mình trả lời một câu. Chứ mình cũng lâu rồi mình cũng không kết nối với Công Vinh nữa. Bạn Bùi Tuấn Channel của nó là anh Hải có thể phỏng vấn Madam Pang được không? Được chứ. Khi nào có cơ hội sang Thái Lan thì mình sẽ đề nghị được phỏng vấn bà Madam Pang. Bạn Dương Khoái có nói là Hải nghĩ lối đá của ông Công và ông Philip có giống nhau không? Về mặt cơ bản là giống nhau. Về mặt cơ bản là giống nhau vì cả hai huấn luyện viên đều chơi với sơ đồ chiến thuật là 3-3-4-3. Đấy là cái sơ đồ mà các ông ấy thích. Nhưng mà ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy là cái chiến thuật của huấn luyện viên Gung Okun cũng đã thay đổi cùng với những cái diễn tiến của trận đấu. Chờ Phong, anh Hải làm chương trình phỏng vấn Văn Thanh đi ạ. Để bạn ấy chia sẻ về quá trình thay đổi để phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Chu Xie. Em nghĩ bạn ấy sẽ là tấm gương để các cầu thủ khác cố gắng noi theo. Các bạn yên tâm là rồi mình sẽ hỏi thôi, mình sẽ phỏng vấn thôi.
Mình sẽ cố gắng làm trong tháng 11 và đầu tháng 12. Bạn Đình Thiện Nguyễn của nó là tiền vệ trung tâm công an Hà Nội chưa ổn, chỉ mới tròn vai, khó trong nhiệm vụ cầm bóng và áp đặt đối thủ. Nếu như Tấn Tài đảm nhận tốt thì sẽ có lợi hơn cho Việt Nam hoặc có thể kéo Jovene về đá tiền vệ. Jovene thì nên cho đá sát khung thành. Sát khung thành của đội bạn thì cái tính đe dọa nó sẽ cao hơn. Còn mình nghĩ là tới đây thì đội công an Hà Nội sẽ sử dụng Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long ở cái vị trí đó. Mình nghĩ cũng tuyệt vời mà. Võ Trọng Võ Mạnh nói là quá tuyệt vời. Cảm ơn Minh Hải nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đấy. Ai chưa like các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Văn Khoa Hồ nói là Minh Hải ơi, Phùng Công Minh của câu lạc bộ Bình Dương có về làm bóng đá không Minh Hải? Thanh Minh Hải. Bạn vừa công minh đấy là Minh Bu, bạn Minh Bu lâu lắm rồi mình không có thông tin gì về bạn đấy. Hình như là bạn ấy không làm gì liên quan đến bóng đá thì phải. Bùi Tuấn Channel có nói là anh Hải phỏng vấn Phan Tuấn Tài về hình ảnh bạn ấy khóc trong trận gặp Iraq được không? Phan Tuấn Tài rất hay khóc, thua là khóc. Mình nghĩ là không nên như vậy. Nếu mà thua một trận chung kết hay là gì đó thì ok, nhưng mà những cái trận như này nó cũng bình thường đấy mà. Bạn Japan Xế có nói là chào anh Hải từ Nhật Bản, chúc anh luôn sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Xế, chúc Xế cũng như là kiều bào ta ở nước ngoài luôn luôn mạnh khỏe. Công tác tốt, nhớ mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước và mang nhiều chất xám về cho quốc gia. Bạn Green Blue có nói là anh Hải cho em hỏi với lối đá của thầy Công thì liệu có giúp các tuyển thủ lấy lại được phong độ để được lên tuyển quốc gia không ạ? Chắc chắn là đấy là cái mục tiêu lớn nhất của họ rồi. Ai cũng muốn là phát huy tối đa cái khả năng của cầu thủ của mình. Bạn Kiệt BMW có nói là Minh Hải có tin Việt Nam vào vòng loại thứ 3 được không? Mình tin chắc. Thậm chí là nếu mà chúng ta mà chơi khéo ra là có thể chúng ta thắng được Indo trong cả hai trận. Indo mình vẫn đánh giá họ mạnh hơn Philippines. Nhưng mà chúng ta đang chơi rất là tốt. Và cùng với thời gian mình tin là các cầu thủ của chúng ta sẽ có được một cái điều kiện tốt hơn. Bởi vì đợt tập trung vừa rồi các bạn biết là đội tuyển của chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài. Sau khi nghỉ kết thúc mùa giải cũ thì họ đã nghỉ một khoảng thời gian khá là dài. Cho nên là nhiều cầu thủ lại còn bị chấn thương nữa. Nói tóm lại là ông Chu Xê cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Bạn Lan Phong của nó là ông Philip chào cờ mà không đứng im được nhỉ? Mình nói luôn là mỗi một người thì có một cái phong cách chào cờ, và với một số cầu thủ ấy thì họ cần phải làm nóng cơ. Tức là họ cũng muốn là phải thỉnh thoảng, nói chung là mỗi một người, nói chung là các bạn cũng không cần phải quá là khắt khe như vậy đâu mà. Tất nhiên là nếu mà chào cờ thì là chúng ta phải đứng nghiêm trang rồi. Đó. Bạn Hoàng Nguyên của nó là anh ơi, không biết là ông Chu Xie có rút kinh nghiệm ở SEA Games pha ném biên không? Lo quá. Mình có thể khẳng định với các bạn là trong thời gian tập luyện vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta tập rất nhiều những quả bóng bổng. Và trong đấy có những cái tình huống đội bạn căng bổng vào hoặc là ném bóng vào khu vực cấm địa. Cái này thì chắc chắn là có rồi. Bùi Tuấn Channel của nó là chương trình anh phỏng vấn Đình Bắc rất hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trong tháng vừa rồi thì tháng 11 thì có 2 bài phỏng vấn. Có 3 bài phỏng vấn, một bài 2 bài phỏng vấn chú Mai Đức Trung và một bài phỏng vấn của Đình Bắc. Nói chung là mình chuẩn bị cũng rất là kỹ lưỡng cho nên là cái thông tin nó cũng hay. Phương Trần nó là cầu thủ trẻ không thể thành công được ngay. Có nhiều cầu thủ thành công, có nhiều cầu thủ trẻ thành công sớm. Nhưng mà về sau ấy thì các bạn ấy sẽ phải trả giá. Vì thực sự là nó không hề đơn giản. Bạn Lai Vàng của nó là chào Minh Hải. Mình theo dõi kênh Minh Hải lâu rồi. Chỉ kênh của Minh Hải là gần gũi với mọi người và thông tin chính xác. Chúc Minh Hải mạnh khỏe nhé. Cảm ơn bác rất là nhiều. Em thì luôn luôn là như thế. Con người của em ngoài đời như nào là em lên sóng là như vậy. Chỉ có ví dụ như là lên đài truyền hình quốc gia hay là gì đấy là mình phải luôn luôn phải nghiêm túc, nghiêm trang.
Chứ còn ở đây là mình vẫn cảm thấy là rất là thoải mái, cho nên mình thích làm những cái chương trình như này. Tức là nó là cái con người của mình cứ chia sẻ với mọi người, các bạn thấy mình chả bao giờ cần phải giấy tờ gì cả. Cứ ngồi nói chuyện với mọi người thôi. Đấy, vì nó giống như kiểu nói chuyện với những người bạn. Giống như kiểu là mình đang hầu chuyện các bạn, ngồi trước mặt các bạn để nói chuyện với các bạn vậy. Bạn Võ Mạnh Trọng Võ có nói là bảo ông Su C vẫn là huấn luyện viên trưởng Chí Minh Hải. Thì đội tuyển thì vẫn là ông Chu Xie, U23 cũng vẫn là ông Chu Xie mà. Bạn Hoàng Nguyên thân mến, là mình rất là mong các bạn đừng so sánh. Các bạn so sánh nhà báo này với nhà báo kia là rất là không hay, khiến cho bọn mình nhiều khi cũng khó. Long Nguyễn của nó là anh cho em hỏi là để thi đấu với đội mạnh hơn thì mình nên làm gì để kiểm soát được bóng khi gặp đội mạnh hơn, pressing toàn sân như Iraq vừa rồi thì mình rút ra được bài học gì? Câu hỏi này của bạn là quá hay. Mình xin phép bạn Long Nguyễn mình lấy cái câu hỏi này của bạn để lát nữa trả lời câu hỏi bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp nhé. Mình xin phép là sẽ trả lời câu hỏi này của bạn. Câu hỏi này của bạn rất là hay. Mình đánh giá nó là ở cái nó cũng rất là hay đấy. Cảm ơn bạn Long Nguyễn. Chương trình câu hỏi này của các bạn sẽ được trả lời vào buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra mình trả lời câu hỏi các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên là chúng mình luôn luôn chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm rất là tốt. Ví dụ như là những chiếc áo của Vicento đang xuất hiện ở trên màn hình của các bạn. Chiếc áo này là giá 550.000. Đấy, sau khi đã giảm giá rồi các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Đấy, ngoài ra thì bây giờ còn cái combo cái áo dạ này. Tối nay mình sẽ mặc chiếc áo dạ này đi đám cưới đoàn văn hậu. Cái áo dạ này thực sự là nó rất là đẹp và lịch sự. Đấy, giờ chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi nữa vào là mặc cái này đến là chụp ảnh với các anh em cầu thủ, các huấn luyện viên các thứ là cực kỳ tuyệt vời. Áo này là giá là 1.389.000. Chiếc áo dạ này là chiếc áo dạ nhập khẩu nha các bạn nhé. Còn chiếc áo phong cách thời trang của mình này là nó là 550.000. Nhưng nếu các bạn mua combo thì giá chỉ còn là 1.948.000 thôi. Đó, các bạn cứ yên tâm. Cực kỳ xịn sò luôn. Còn mình vẫn luôn khuyên các bạn là bây giờ câu chuyện liên quan đến phòng chống cháy nổ, an ninh an toàn cho gia đình là nó rất quan trọng. Cho nên là mình khuyên các bạn là nên sử dụng những cái ổ cắm điện, nó phải rất là chuẩn. Và nhà mình thì cả gia đình nhà mình dùng Manhouse V8 và tất cả các phòng, đặc biệt là các phòng trẻ em. Các phòng trẻ em là mình phải chuẩn bị đầu tiên. Khi mà mang cái Manhouse V8 này thì phòng các cháu là mình lắp đầu tiên. Bởi vì loại nó là loại đồng 1.5mm đồng. Đấy. Thứ hai nữa là nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Và nó chịu tải được lên đến 4.000W. Các bạn nhìn thấy là tất cả mọi thứ nó đều đảm bảo cho chúng ta là không bao giờ bị cháy. Thứ hai nữa là gì? Ở đây là rất là an toàn. Ở đây nó có một cái cánh cửa. Cái cánh cửa này thì các bạn thậm chí là cháu nhỏ mà có đút tay vào đây không sao. Bên cạnh đó các bạn nghe nhé. Này. Đấy. Ở đây nó có một cái cánh cửa. Và đặc biệt là ở đây những cái lá đồng ấy nó sẽ ôm khít lấy cái rắc cắm. Đó. Thì nó không bao giờ tạo ra khoảng trống. Không có khoảng trống thì không bao giờ có tia lửa điện. Mà không tia lửa điện thì yên tâm. Đấy, các bạn thấy không ạ? Và các bạn sẽ yên tâm nó luôn về độ bền. Một đổi một trong vòng 6 tháng. Và các bạn sẽ được bảo hành đến lên tới tận 1 năm. Nếu các bạn mua một chiếc thì giá là 489.000. Nếu các bạn mua hai chiếc thì giá là 968.000. Các bạn được tặng một cái ví da bò. Đấy, có chữ ký của Vlog Minh Hải. Số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300 và website là manhouse.vn. Các bạn alo sớm nhé. Vì sự an toàn của gia đình các bạn, của con cái, của bố mẹ. Nói chung là chúng ta nên rất là quan tâm đến cái an toàn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn Điện Nông Quang có nói là anh Hải có thể phân tích về lối đá của ông Mura và ông Badovic được không? Ông Badovic thì thật sự mà nói là mình không thích cái lối chơi của ông Badovic lắm. Bởi vì ông Badovic ông chơi là ông bỏ hai hậu vệ biên. Thực ra ông bỏ hai hậu vệ biên thì cũng ok thôi. Nhưng mà cái vị trí đá ở biên ở trên ấy, tức là hai tiền vệ biên ấy phải có khả năng phòng ngự. Nhưng mà không, ông lấy hai tiền đạo. Lấy hai tiền đạo cánh về chạy dọc hai cánh. Cho nên bạn thấy là Phạm Tuấn Hải nhiều khi chạy xuống tận bên phía cánh trái để lấy bóng, xong rồi chạy hẳn lên thì cái quãng đường nó quá là dài.
không có cầu thủ Việt Nam nào mà dốc từ đầu sân đến cuối sân được cả. Và mỗi một pha mà tham gia tấn công thì rất là mệt. Đó thì huấn luyện viên Barovic đã phải trả giá cho cái quyết định của mình. Cho nên là họ đã bán đi rất là nhiều những hậu vệ biên. Đấy, có Văn Vị, có Văn Kiên, họ bán đi hết. Còn huấn luyện viên Toshimura thì ông Toshimura là một người mà đặt ra ba cái yếu tố, tức là có ba cái yếu tố mà ông đặt lên rất là cao. Yếu tố đầu tiên là liên quan đến thể lực. Cái thể lực của anh mà không đảm bảo là hỏng. Thứ hai là tính kỷ luật. Tính kỷ luật ở đây nó bao gồm ngay cả sự khát khao. Sự khát khao của anh mà vào anh cứ máu lửa quá dẫn đến những thẻ là ông không đồng ý. Đấy, và yếu tố thứ ba là yếu tố liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật. Đó. Thì ông Miura mình đánh giá là ông là người giúp cho bóng đá Việt Nam nâng cao cái thể lực lên khá là nhiều và chơi một cái thứ bóng đá kỷ luật hơn. Ông Toshimura chỉ có một cái mình khá là tiếc là cái khả năng ông ấy tương tác với học trò là mình thấy là không ổn lắm. Vì là ông rất ít nói, rất kiệm lời, mặc dù ông rất là tình cảm. Nhưng ông rất là kiệm lời. Bạn Lai Vàng nói là Minh Hải giống như người mẫu rồi, mặc gì chả đẹp. Không, em nói thật là em bị em là không được đẹp trai lắm đâu. Bạn Trọng Độ nói là áo khoác đẹp quá, đi đám cưới thì sang chảnh quá. Hôm nay có dress code, mình để mình xem lại xem cái dress code này nó có phù hợp không. Đó thì các bạn ai chưa đặt câu hỏi thì mời các bạn đến với page của mình nhá. Thì mình sẽ nhận câu hỏi của các bạn, sau đó là mình sẽ ghi hình. Sau khi mình ghi hình xong thì mình sẽ gửi đến các bạn. Còn tối ngày hôm nay thì các bạn sẽ xem chương trình nhá các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt.